Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Lạy Cha, có những đặc tính Kitô giáo sau đây. Đây là lời nguyện do chính Chúa Kitô sáng tác và dạy cho hội thánh. Đây là lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô vẫn dâng lên Thiên Chúa Cha. Đây là lời cầu nguyện của con cái hiếu kính dâng lên Thiên Chúa là Cha trên trời. Đây là lời cầu nguyện của lòng tri ân dành cho Cha trên trời, đấng chu cấp cho con cái lương thực hàng ngày. Đây là lời cầu nguyện của lòng tin vào thẩm quyền tối cao của Thiên Chúa. Vì trời đất muôn vật muôn loài phải dân phục thánh ý của Người. Đây là lời cầu nguyện của lòng tín nhiệm vào tình thương quan phòng chu đáo của Cha trên trời. Đây là lời cầu nguyện của lòng trắc ẩn, bao dung và tha thứ lẫn nhau của những đứa con được lòng thương xót của Cha trên trời cảm hóa. Đây là lời cầu nguyện được chính thức ghi chép vào sách Tin Mừng của Kitô giáo. Đây là lời cầu nguyện được chính thức cất lên trong phụng vụ thánh của Hội Thánh Kitô giáo. Đây là lời cầu nguyện luôn được tất cả các Kitô hữu, không phân biệt công giáo, chính thống, anh giáo hay Tin Lành, cùng chung tiếng, chung lòng dâng lên Thiên Chúa Cha theo định truyền của Chúa Cứu Thế, đúng theo thể thức Người dạy. Đây là lời cầu nguyện đại kết của gia đình Kitô hữu. Đây là lời cầu nguyện của lòng xác tín và quyền năng giải thoát của Cha trên trời sẽ kết thúc thế lực ác tà, trả lại tự do hoàn toàn cho con cái của Thiên Chúa. Và đây là lời cầu nguyện giúp cho Kitô hữu biết sống sao cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa hiền phụ trên trời. Xin cảm ơn anh chị em.